Cảm ơn quý vị và các bạn đến với chương trình Thử thách của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được sự phối hợp thực hiện bởi công ty Dân Thanh Long và nhà tài trợ VMS Mobifone. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào chương trình ngày hôm nay. Điều đầu tiên mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy chọn một trong ba biểu tượng: cô nàng Luna, nàng Kitty và anh chàng Thomas. Sau đó gửi về tổng đài số 8308 để xuất hiện tại trường quay ảo của chúng tôi. Và bây giờ chúng ta sẽ điểm qua một số quy định của trò chơi thử thách như sau. Trò chơi thử thách có tất cả là 4 vòng thi, mỗi vòng thi có 4 câu hỏi. Đối với 3 câu hỏi đầu tiên, mỗi câu hỏi có 3 đáp án. Nhiệm vụ của quý vị là hãy đưa ra một đáp án chính xác nhất. Trả lời đúng câu hỏi số 1, chúng ta mới được quyền trả lời câu hỏi số 2. Tương tự như vậy dành cho câu hỏi số 3. Và bây giờ chúng ta cùng làm quen với hai đội chơi trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào mừng đội 1 và đội 2 đến với chương trình thử thách ngày hôm nay. Mời đội 1, các bạn hãy giới thiệu về đội của mình đi ạ. Xin chào. Xin chào quý vị khán giả, xin chào anh Chi Bảo, xin chào đội cùng chơi. Đội chúng tôi gồm 3 thành viên. Đội chúng tôi đều là những sinh viên năm 2 đến từ khoa Dược Đại học Y Dược. Tôi tên là Xuân Thanh. Tôi có sở thích đó là đọc sách và nghe nhạc, còn đây là thành viên thứ 2 của đội. Xin chào, tên tôi là Minh Tri, sở thích của tôi là các môn thể thao và đặc biệt là xem các trận đấu bóng đá, còn đây là thành viên thứ 3 của đội. Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Thụy, sở thích của tôi là xem phim và xem kịch. Đặc biệt tôi rất thích chương trình Ngày Sự Ngày Xưa của sân khấu kịch EDCAP. Chúng tôi đến đây với tinh thần thử thách chính mình. Nhân dịp năm mới thì cũng xin chúc quý vị khán giả luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Và đặc biệt xin chúc cho chương trình thử thách luôn luôn thu hút được nhiều sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin cảm ơn các bạn. Xin mời đội 2. Xin kính chào quý vị khán giả. Ba chúng tôi đến từ một công ty quảng cáo. Tôi tên là Kim Liên. Chúng tôi rất vui khi được tham dự chương trình đầu tiên của năm 2008. Tôi nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc quý khán giả và gia đình một năm mới mạnh khỏe, thành công và may mắn. Và đây là hai bạn cùng chơi của tôi. Xin chào các bạn, thành viên thứ hai của nhóm là mình. Mình tên là Phương Thảo. Ba đứa mình có rất là nhiều sở thích chung. Ví dụ như là đi mua sắm, đi nghe nhạc, đi xem phim. Nhưng mà quan trọng nhất là cả ba người đều thích tham gia các chương trình ở trên game show. Mình mong rằng ngày hôm nay các quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho mình cũng như hai bạn cùng chơi. Và thành viên thứ ba của nhóm là Mình tên là Thúy Phượng, mình là thành viên thứ ba của nhóm và cũng là thành viên trẻ tuổi nhất. Tụi mình đến đây với tinh thần vui là chính, là ôm lại những kiến thức đã qua là 10. Thúy Phượng nghĩ rằng những người có mặt tham gia chương trình hôm nay đều là những chiến thắng. Và một lần nữa hy vọng quý vị khán giả sẽ ủng hộ cho cả hai đội chơi. Xin cảm ơn. Cả hai đội đều có một đặc điểm chung là mong khán giả ủng hộ các bạn. Nhưng các bạn cũng nhớ là trong chương trình này khán giả cũng là người chơi cùng các bạn đó, phải không ạ? Cho nên các bạn bản thân các bạn phải tự nỗ lực và hy vọng rằng cả hai đội chơi chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Các bạn thân mến, trước khi chúng ta bước vào vòng 1 của chương trình thử thách, ban tổ chức xin gửi tặng hai đội mỗi đội một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca trị giá hơn 2 triệu đồng. Xin chúc cho hai đội may mắn. Và bây giờ chúng ta bước sang vòng 1 của chương trình thử thách. Quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình thử thách. Giải thưởng của vòng 1 gồm có một đầu máy karaoke hiệu Sơn Ca và một điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào trả lời câu hỏi số 1 của vòng thi đầu tiên. Ở vòng thi đầu tiên chúng ta có tất cả là 4 câu hỏi. Và xin quý vị lưu ý, trả lời đúng câu hỏi số 1 chúng ta mới được quyền trả lời câu hỏi số 2. Cho nên xin quý vị hãy hết sức cẩn trọng ở câu hỏi số 1. Sau đây là chúng ta trả lời nội dung của câu hỏi số 1. Nơi nào nóng nhất trên trái đất? A. Zimbabwe. B. Thung lũng chết. C. Anazia. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Và xin hai đội cũng hết sức cẩn trọng. Chúng ta trả lời đúng câu hỏi số 1, các bạn sẽ được 20 điểm. Nếu các bạn được 60 điểm, các bạn sẽ có cơ hội bước vào câu số 4 để giành lấy giải thưởng cao nhất ở vòng thi đầu tiên. Xin mời đáp án của cả hai đội. Đội 1, các bạn chọn đáp án B là thung lũng chết. Đội 2, chọn đáp án C. Có lẽ là ở câu hỏi đầu tiên, đội 1 chúng ta
chưa có sự nhất trí cao lắm phải không ạ? Câu hỏi này các bạn có sự nhất trí cao không? Tâm trả lời không? Bạn Chi đưa ra ý kiến ạ. Tại câu hỏi này thì theo trí nhớ của tôi thì thung lũng chết là một thung lũng ở Mỹ và ở đó có nhiệt độ vào buổi trưa cao nhất. Bạn đoán là khoảng bao nhiêu độ? Khoảng theo trí nhớ là nó có thể làm chín một quả trứng, một quả trứng rán. Làm chín một quả trứng là khoảng bao nhiêu độ bạn? Khoảng 70 trên 80. 70 độ. 70 độ là hơi căng đó. Nó chưa còn không nóng dữ gì đâu. Và sau đây chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu hỏi số 1. Đáp án của câu số 1 là đáp án C, Anastasia. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác. Và chúng ta cũng nhận thấy ở câu hỏi này rất nhiều quý vị khán giả đã trả lời sai. Rất tiếc là chúng ta không có cơ hội để tham gia tiếp tục ở những câu tiếp theo ở vòng thi 1, nhưng vẫn có cơ hội ở vòng thi thứ 2. Mời quý vị và các bạn chúng ta trả lời câu hỏi số 2. Nội dung của câu hỏi số 2 như sau. Nơi nào sau đây được mệnh danh là khu vườn của nước Pháp? A. Thung lũng sông Loire. B. Bảo tàng Louvre. C. Cung điện Versailles. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Rất tiếc là các bạn đợi 1 và chúng ta trả lời không đúng. Coi như là dạng sự khởi đầu nan, không có gì điều gì phải lo lắng cả. Mời đáp án của cả hai đội. Rất nhanh, đội 1 và đội 1 các bạn chọn đáp án C. Và đội 2 chọn đáp án B. Xin được hỏi đội 2 là lý do nào chúng ta chọn đáp án B nè? Dạ, cái này thì em có xem trên truyền hình á. Thì bảo tàng ở Pháp thì như em nhớ là một nơi rất là nổi tiếng. Đúng rồi, dạ. Bảo tàng ở Pháp này rất nổi tiếng, dạ. Rất là nhiều bảo tàng, rất là lớn. Ngoại trừ 2 cái phương án A và C thì em chọn đáp án B. Đợi 1 lần này thì chắc là có rút kinh nghiệm ở lần đầu tiên rồi phải không ạ? Đáp án này có chắc chắn không ạ? Dạ, em nghĩ chắc trên 60% thôi ạ. Trên bao nhiêu phần trăm ạ? 60 ạ. Trên có 60%. Tôi lo lắng 60% đó quá. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng theo dõi câu trả lời của câu hỏi số 2. Đáp án của câu hỏi số 2 là đáp án A, thung lũng sông Loa. Xin chúc mừng quý vị và các bạn đã trả lời chính xác câu hỏi này. Và ở câu hỏi này một lần nữa chúng ta lại tạm thời chia tay một vài khán giả chúng ta đã trả lời không chính xác. Đất đai màu mỡ cộng với phong cảnh hữu tình khiến cho vùng này được mệnh danh là khu vườn của nước Pháp. Từ nhiều đời nay, chuyên cung cấp hoa, các loại rau trái cho thủ đô Paris và các vùng lân cận. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Sân vận động Allianz Arena là sân nhà của đội bóng nào? A. Liverpool. Hỏi số 2 này một cách chính xác. Mời đáp án của cả hai đội. Đội 1 các bạn chọn đáp án C và đội 2 chọn đáp án C. Bây giờ là một nụ cười rất mãn nguyện, chứ không phải là một nụ cười vội vã nữa hay không ạ? Đội 1 các bạn có tự tin ở đáp án này không? Dạ tự tin. Rất tự tin. Bao nhiêu phần trăm? 70%. Sao vậy? Tự tin là sao có 70%? Tự tin phải là 99%. 1% còn lại là do khí hậu thời tiết rồi thôi. Đội 2 bao nhiêu phần trăm ạ? 99,9%. 99,9%, 1% còn lại là do gì ạ? 0,01% còn lại do thời tiết ạ. Thật sự đó. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng theo dõi đáp án của chương trình. Đáp án của câu hỏi số 2 là đáp án C, Nghĩa Lĩnh. Xin chúc mừng quý vị và các bạn chúng ta đã trả lời chính xác câu hỏi này. Tuy nhiên, một lần nữa chúng tôi rất tiếc phải chia tay một vài khán giả. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3 có nội dung như sau. Quốc gia nào sẽ là đồng chủ nhà với Thụy Sĩ tổ chức vòng chung kết giải bóng đá châu Âu Euro năm 2008? A. Ukraine. B. Áo. Và C. Hà Lan. Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Đây là một thông tin rất nóng hổi. Hy vọng rằng các bạn cũng sẽ trả lời chính xác
Và cơ hội một lần nữa để giúp các bạn được 60 điểm và cùng tranh giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay là chiếc xe Super Sapphire. Rất hồi hộp và rất gay cấn, cho nên các bạn hãy hết sức cẩn trọng trả lời câu hỏi này. Hy vọng rằng đây là một đáp án chính xác nữa dành cho cả hai đội các bạn đang tranh luận rất là sôi nổi. Và đội 1 các bạn không cần phải tranh luận gì cả, vậy không biết các bạn có đáp án chưa? Xin mời đáp án của cả hai đội ạ. Đội 1 các bạn đưa ra đáp án B là ở áo. Đội 2 đưa ra đáp án A ở Ukraine. Không có một sự ngạc nhiên nào cả. Ở Đông Âu rồi các bạn. Các bạn có thấy khi chọn một quốc gia Ukraine rất lạnh lẽo, rất xa Thụy Sĩ, đi qua chắc tốn tiền với máy bay dữ lắm mà. Xin được hỏi đội 2, tại sao các bạn lại chọn đáp án A? Cái này là do em chọn, hai bạn này thì chọn đáp án B. Nhưng mà em nhớ là hình như là Ukraine với Nga là có tranh đua để có trong danh sách mình được có tranh đua, tức là có tranh để gọi là để ứng cử, là ứng cử ra để xem mà. Nhưng mà em không nhớ chính xác lắm. Có ứng cử mà có trúng cử hay không thì không biết. Thế em nhầm. Trong khi có hai bạn là chọn đáp án B, một mình bạn Liên rất dũng cảm chọn đáp án Nga. Tôi xin có lời khen cho bạn, bạn rất dũng cảm. Sau chương trình ngày hôm nay, bạn tự lo nha. Tôi không biết bạn Thảo rồi thành viên còn lại sẽ như thế nào. Bây giờ mời cả hai đội chúng ta hết sức bình tĩnh, chúng ta cùng theo dõi đáp án của câu hỏi này. Và bây giờ là đáp án của chương trình. Đáp án của chúng ta là đáp án B ở áo. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Câu hỏi số 4 để tranh giải thưởng cao nhất trong chương trình là chiếc xe Super Sapphire. Nội dung của câu hỏi như sau. Sao Hỏa mất bao nhiêu ngày để quay một vòng quanh mặt trời? Mời quý vị và các bạn trả lời câu hỏi này. Các bạn hãy hết sức cẩn trọng. Đội 1 các bạn hãy hết sức cẩn trọng. Các bạn đừng để cho nó đi quá xa. Chúng tôi sẽ lặp lại câu hỏi một lần nữa là sao Hỏa mất bao nhiêu ngày để quay một vòng quanh mặt trời? Các bạn hãy làm một phép tính. Các bạn sẽ có một con số. Sau đây xin mời đáp án của cả hai đội. Lúc cần nhiều thì không nhiều. Lúc không cần nhiều thì nhiều. Đội 1 các bạn đưa ra con số là 384 ngày. Thấy không ạ? Đội 2 khủng khiếp hơn nữa. 1600 ngày. Cái này chắc nó bay mấy vòng rồi. Thấy không ạ? Nhưng mà không sao. Đây là một câu hỏi rất khó các bạn ạ. Rất khó. Khó như câu hỏi vậy, phải không ạ? Sau đây xin mời cả hai đội cùng quý vị khán giả chúng ta hãy hết sức chăm chú cùng theo dõi đáp án của câu hỏi này. Đáp án của chúng ta là 687 ngày. Và xin mời cả hai đội cùng quý vị khán giả cùng hướng về màn hình, chúng ta cùng theo dõi ai là người may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa quý vị khán giả đã may mắn chọn biểu tượng là nàng Kitty của chúng ta đã trúng giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay là chiếc xe Super Sapphire. Rất tiếc cơ hội một lần nữa lại qua tay đội 1 và các bạn đã bỏ lỡ. Nhưng điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì câu hỏi số 4 mang tính chất rất ngẫu nhiên. Chúng ta cũng không biết là câu hỏi số 4 thuộc lĩnh vực nào cả, cho nên rất là khó đoán. Mà thường nó phải là một con số, mà con số này phải đòi hỏi rất chính xác. Cho nên ở câu hỏi này các bạn chỉ có sai 50% là cũng khá lắm rồi, phải không ạ? Và có hơn gấp đôi cũng là bình thường thôi, phải không ạ? Và xin bây giờ thì chúng ta hãy cùng công bố kết quả của cả 4 vòng thi. Nhưng trước khi chúng ta công bố kết quả của 4 vòng thi và trao giải thưởng, mời quý vị và các bạn dành ít phút cho quảng cáo. Ai trong chúng ta cũng một lần mơ ước được bước chân vào thế giới thần tiên. Cùng Omo đến khu vườn bí ẩn, các bạn nhỏ sẽ được tự do hòa mình trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú, tham gia khám phá những điều mới lạ để học được những bài học bổ ích về cuộc sống, tình bạn và lòng nhân ái.
khu vườn bí ẩn, nơi các bạn nhỏ không ngại gì khó khăn để thể hiện lòng can đảm, sự dũng cảm và hết mình vì lẽ phải. Đón xem lúc 19 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7, bắt đầu từ ngày 7 tháng 1 năm 2008. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua 4 vòng thi của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi xin công bố kết quả của vòng thi thứ 4. Và xin được chúc mừng cho quý khán giả may mắn đã chọn biểu tượng Đà Nẵng City đã nhận giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay, có số điện thoại di động 0976673026 đã may mắn, là quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và xin chúc mừng đội 1 một lần nữa, các bạn đã nhận được đầu máy karaoke Hường Sơn Ca. Chúc mừng các bạn. Sau đây xin mời đại diện nhà tài trợ lên chúng ta trao giải thưởng cả 4 vòng thi vừa qua. Chúng ta sẽ đến với giải thưởng của vòng thi đầu tiên. Trước tiên là đầu máy karaoke Hữu Sơn Ca. Và phần thưởng này xin được dành tặng cho đội 2. Xin chúc mừng đội 2. Và đây là giải thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK200i. Phần thưởng này xin được dành tặng cho quý khán giả may mắn có số điện thoại 0973 419 847. Xin chúc mừng bạn. Chúng tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn ở vòng thi đầu tiên đã nhận giải thưởng là điện thoại di động Sony Ericsson VK200i có số điện thoại di động 0973 419 847. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần trao giải thưởng của vòng thi thứ hai. Giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke Hiệu Sơn Ca, và phần thưởng này xin được dành tặng cho đội 1. Chúc mừng các bạn. Và đây là điện thoại di động Sony Ericsson VK610i. Phần thưởng này xin được dành tặng cho quý khán giả có số điện thoại di động 0168 851 5164. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng của vòng thi thứ 3. Và giải thưởng đầu tiên vẫn là đầu máy karaoke Hữu Sơn Ca, và giải thưởng này được dành tặng cho đội 1. Chúc mừng các bạn. Và đây là giải thưởng điện thoại di động Sony Ericsson VK880i. Phần thưởng này sẽ được dành tặng cho quý khán giả đã may mắn ở vòng thi thứ 3 có số điện thoại di động 0976 450 806. Chúng tôi xin nhắc lại, số điện thoại di động là 0976 450 806. Bây giờ chúng ta sẽ trao giải thưởng của vòng thi thứ 4. Giải thưởng đầu tiên là đầu máy karaoke Hữu Sơn Ca. Phần thưởng này một lần nữa đã trở về đội 1. Xin chúc mừng các bạn. Và bây giờ là giải thưởng cao nhất trong chương trình ngày hôm nay dành cho quý khán giả may mắn nhất có số điện thoại di động 0976 673 026. Phần thưởng là chiếc xe Super Sapphire. Và chúng tôi xin nhắc lại, quý khán giả may mắn nhất trong chương trình ngày hôm nay có số điện thoại di động 0976 673 026 là quý khán giả đã chọn biểu tượng Đà Nẵng City để đang hiển thị trên màn hình của chúng tôi. Và chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị trúng giải thưởng vui lòng đến với chúng tôi theo địa chỉ nhận giải thưởng: công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất. Điện thoại liên hệ 0891002158. Và chúng tôi xin nhắc lại, địa chỉ nhận giải thưởng là công ty Dân Thanh Long, số 21 Nguyễn Trung Ngạn, phường Bến Nghé, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại liên hệ 0891002158. Và chúng tôi xin chúc mừng tất cả quý vị và các bạn may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Theo thông tin mà chúng tôi nhận được, có tất cả 27.016 lượt khán giả đã đăng